Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube Audio Kiếm Hiệp và kênh youtube Chuyện Làng Ngọng thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 184 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ Tác giả Thạch Trư qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ, tập 184 ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói Lúc bấy giờ vào thời khắc lăng tiêu thái tử nhảy vào trong thuần dương ánh môn Chỉ thấy tòa đạo môn này âm ầm, ầm sụp đổ Vô số đạo văn đạo ngân gào thét chưa vào bên trong bao phủ lấy hắn Diệp thiếu báo Người có bản lĩnh của ngươi ta cũng có bản lĩnh của yêu thần cung Không hề thu kém ngươi Còn yêu thần hóa thành kiến lân ba đầu Ba cái đầu bộ mặt hung tận nhất tẻ há to miệng giống lên Yêu thần gào vô pháp của yêu thần cung đích thực không thể coi thường hệ hống lên là tinh không vỡ nát ngàn vạn dị tượng chen trúc tuôn ra đồ loại âm phủ hóa thành viễn cổ cự thú hung hãn nghênh đón long kiếp ấn của diệp húc. yêu thần hống của hắn có thể chấn vỡ tinh thần có điều vừa mới chạm đến long kiếp ấn lên là mầm tan biến không chịu nổi một kích yêu thần sắc mặt kịch biến chỉ thấy dư năng của long biến kiếp ấn oanh kích đến ba cái đầu của hắn lần lượt nổ tung thân thể nát tan đạo môn tan rã chân linh yêu thần vội vàng thoát ra chạy như bão táp dư uy của long biến kiếp ấn tiếp tục đánh đến gần như nghiền nát chân linh của hắn thiên âm cầm diệu âm thánh nữ vừa mới có cơ hội thở dốc liền vội vàng huyễn hóa ra một bộ y sam che kín thân thể mềm mại vừa sợ vừa giận thôi động tổ binh thiên âm cầm trên đỉnh đầu nghênh đón long biến kiếp ấn nàng kêu lạnh nói diệp thiếu báo Ngươi ở trước mặt ta đồ nghịch âm luật đúng là múa diều qua mắt thợ khiến người ta cười đến rụng răng mà hãy xem ta phá chiêu của ngươi như thế nào quần tiên hóa đạo táng hồn khúc thiên âm cầm thình lình trở lên vô cùng to lớn giống như một tòa đại lục lơ lửng trước long biến kiếp ấn 50 dây đàn khẽ động kể ra một khúc táng tiên ma âm đạo vận tới trong đàn bật phát ra đạo âm tràn ngập khiến người nghe rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy cơ hồ muốn hóa đạo mà đi hồn phi phách tán yêu thần được diệu âm thanh nữ viện trợ vội vàng ngưng tụ lại thân thể sắc mặt tái nhợt Tu Vi rõ ràng đã bị một thét của Diệp Phúc làm cho từ cảnh giới đỉnh cao Thánh Hoàng rớt xuống cảnh giới vô hoàng, không khỏi vừa sợ vừa giận lên tiếng. Tên tiểu tử này quá cường mạnh rồi, làm sao còn có thể giao thủ với hắn được nữa đây? Táng Tiên Ma Âm va chạm cùng Long Biến Kiếp ấn, liền đó tiếng đàn sáp ách chỉ thấy hàng tỷ vạn thiên long âm phủ âm ầm bao phủ lấy thánh nữ cùng thiên âm cầm bong bong từng dây đàn của thiên âm cầm nổ tung áo choàng của diệu âm thánh nữ bung ra Y Sam lại một lần nữa rách tung, một lần nữa lộ ra cơ thể mềm mại, chật vật không chịu nổi, nhổ ra một ngụm máu. Nếu không phải nàng tinh thông âm luật, tu luyện đến cảnh giới đỉnh cao thánh hoàng, đã lĩnh ngộ được một phần đạo vận thì e rằng một kích này của Diệp Húc tuyệt đối không chỉ là phá hủy tổ binh của nàng, khiến nàng chấn đến trọng thương mà còn có thể trực tiếp chấn chết nàng. Cũng may, đạo Long Biến Kiếp Ấn đã liên tiếp giết mấy vị thần tử uy năng Ha tổn, cuối cùng mới tránh cho nàng một kiếp nạn. Diệp Húc đột nhiên lại đánh ra một đạo ấn pháp công kích về hướng hai người. Ta không hiểu âm luật sao? Hôm nay ta sẽ dùng âm luật chấn sát hết các ngươi. Chúc lạc hoàng gia thập tam phách, nhất phách cường thiên địa, nhị phách kinh thế nhân, tam phách khu quỷ thần, tứ phách tiềm đại đạo, ngũ phách sát nhục thân, lục phách diệt nguyên thần. Đạo ấn pháp này của hắn thi triển liên tiếp xuất ra 30 kích, kích trước trầm trọng hơn, mạnh mẽ hơn kích sau, từng trận tiên phủ phá tan tất cả. Thiên âm cầm hứng chịu 6 đạo công kích, lập tức không thể chống đỡ được thêm nữa phát ra những tiếng răng rắc răng rắc vỡ vụn diệu âm thanh nữ sắc mặt sợ hãi gương mặt hoa mỹ kịch biến vội vàng lùi về phía sau yếu ớt cất tiếng người không thể giết ta nữ nhân không phải là thứ để giết chóc mà là để dùng chỉ cần ngươi tha cho ta bất luận ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng cả sao bất cứ thứ gì cũng đều đáp ứng ta sao diệp phúc dừng tay lộ ra một tia tươi cười diệu âm thanh nữ trong lòng khẽ thở phào khuôn ngực đầy đặn nhấp nhô, mỹ nhân băng sơn vào thời khắc này đã tan chảy, đôi mắt quyến rũ cười duyên nói: "Không sai, cho dù người bắt người ta phải làm tư thế xấu hổ gì, người ta đều có thể đồng ý ngươi." "Ồ, oh, quả là một đề nghị mê người, có điều ta đột nhiên nhớ tới, ta đã có vợ rồi." Diệp Húc ca ha cười lớn, lật tay úp xuống, đem nàng chấn vỡ, liền đó lại bước lớn đi về phía yêu thần. Phong Tùy Vân cùng Phó Tiên Lai đứng ở phía xa, ngẩn người chứng kiến toàn bộ, chỉ thấy từng vị thần tử ngã xuống, thậm chí ngay cả diệu âm thanh nữ cũng bị giả phúc giết chết khiến hai người bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh cả người trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tất cả thần tử thánh hoàng đều chết cả chết chóc thương vong chỉ còn có yêu thần cùng lăng tiêu thái tử là vẫn còn sống phó tề lai khẽ gật đầu đột nhiên nói ngọc Cư cung tuyệt đối không thể bảo vệ nổi chúng ta nữa rồi lần này sau khi rời khỏi thiên phân ta lập tức sẽ trở về thanh niên thần phụ chỉ có cha ta mới có thể bảo vệ được ta Phong Tùy Vân dùng mình một cái, biết rõ tại sao hắn lại nói như vậy. Diệp Húc gần như đã giết chết hết toàn bộ đệ tử trong Ngọc Khư Cung. Những người đứng sau lưng nâng đỡ những đệ tử này đều là những thế lực lớn, thậm chí còn có một vài thần tử. Có thể thấy nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ gây nên sóng gió lớn đến mức như thế nào. Đến lúc đó, Chư Thiên Thần Vương nhất định sẽ không thể ngồi yên được nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích Ngọc Khư Cung. Tổ chim bị phá, trứng cũng vỡ theo với loại thực lực hiện nay của bọn họ căn bản không có cách nào đối kháng lại những thần vương đấy xem ra ta cũng phải trở về tạo hóa môn tránh nạn không biết liệu diệp phúc có đồng ý theo ta cùng trở về tạo hóa môn đi gặp thần vương hay không đột nhiên lúc bấy giờ vũ dư kiếp ấn ở mầm vỡ tan thú nô khắp mình đầy thương tích rõ ràng ở bên trong thượng thanh cảnh đã trúng thương không nhẹ nhưng ý chí chiến đấu của con tứ bất tượng này vẫn không giảm chín ý hừng hực bất chợt gầm lên một tiếng vòi voi cuộn lại nhấc bổng yêu thần lên vai của mình giết yeah. bốn cái đầu của hắn giống giận tám cánh tay vung lên tám bộ tổ binh đồng loạt oanh tích về hướng diệp húc yêu thần thì khẽ thở phào liền đó tim lại nhảy dựng lên cơ hồ vọt lên tận cổ họng chỉ thấy diệp húc lại đánh ra một đạo vũ dư kiếp ấn lặp lại chiêu cũ dự định nhốt thú nô vào trong kiếm môn trong thượng thanh cảnh vũ dư viên thú nô giống giận không tránh không né ầm ầm xông lên nhân lúc kiếm môn còn chưa kịp tụ hình tám cánh tay vung ra phá nát đạo ấn pháp này tám bộ tổ binh nện xuống đầu diệp húc như mưa rơi âm um, âm um, âm um... những tiếng nổ truyền đến liên hồi chỉ thấy một tòa ngọc lâu thình lình xuất hiện kháng trụ lại đợt công kích liên tiếp của thú nô đường đường là một vu tổ thôi động tổ binh không ngờ vẫn là không thể chấn vỡ toàn ngọc lâu này thậm chí còn không thể đả thương một chút nào ngọc lâu của diệp húc lúc này cuối cùng cũng đã hấp thu hết mảnh vỡ của diên la thiên địa tháp thậm chí luyện hóa hấp thu hết mảnh vỡ tổ binh tinh khí của vô tổ phân thân liền một mạch được diệp húc luyện đến 20 tầng xung quanh toàn ngọc lâu này ngập tràn những hoa văn kỳ lạ có đạo văn đạo ngân cũng có đạo vận dung nhập vào 20 tầng thiên giới uy năng cường hãn dâng trào sớm đã vượt qua cấp tổ binh bình thường rất nhiều bốn cái đầu của thú nô gào thét vung cao cánh tay thế công giống như cuồng phong bão táp tám cánh tay khu múa tổ binh điên cuồng nện xuống diệp húc cũng may trên hư không cổ lộ huyền thiên đại đế đã bố trí ra một không gian đặc biệt nếu không đổi lại là một nơi khác e rằng chỉ cần một tên thú nô này đã có thể gây ra tổn thất không thể tưởng tượng đoang 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 tiếng nổ vang lên không dứt ngọc lâu đứng sừng sững trong những đợt công kích khổng lồ giống như tảng đá ngầm trong cơn cuồng phong sóng thần mặc cho sóng gió điên cuồng gào thét vẫn đứng yên ngang bất động diệp phúc chỉ cảm thấy từng tầng không gian trong ngọc lâu giống như đang sống lại tràn đầy năng lượng vô cùng khủng bố vô cùng vĩ ngạn cái loại năng lượng này là minh mông vô tận Hắn trong thời kỳ đại vu đã phát triển ra nguồn năng lượng này, có điều khi đó lại không có cách nào hoàn toàn sử dụng hết, thậm chí hắn tu luyện đến thánh hoàng cũng không thể thôi động được luồng sức mạnh to lớn đó trong ngọc lâu. Thật không ngờ rằng, vào thời khắc này, hắn lại có thể kích phát triệt để nguồn năng lượng. Đây chính là năng lượng chư thiên, hắn luyện chế toàn ngọc lâu này lên 20 tầng, chứa đựng 20 tòa viễn cổ chư thiên, 20 tòa thế giới, mỗi một tầng đều có năng lượng của một thế giới vô cùng cường mạnh. Hơn nữa, nếu như hắn lấy vu nhập đạo, hoàn thiện bàn vương khai thiên kinh tu thành vu tổ khiến đạo văn đạo ngân hoàn toàn hóa thành thiên địa đại đạo ngưng tụ đạo vận đem đạo vận của viễn cổ tam thập tam thiên giới cất chứa vào bên trong sức mạnh uy năng của tòa ngọc lâu này sẽ khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi không chỉ như vậy trước mắt ngọc lâu chỉ có 20 tầng nếu như được luyện chế lên 33 tầng hoàn toàn dung nạp tam thập tam thiên giới đến lúc đấy uy năng của tòa ngọc lâu này sẽ bình chứng tới mức độ ngay cả Diệp Phúc cũng không thể đoán biết được. Nếu như dung nạp thêm 18 tầng địa ngục thì ngọc lâu của ta chắc chắn sẽ vượt qua cả Di La Thiên Địa Tháp, trở thành đệ nhất chứng đạo chi bảo. Diệp Phúc tim đập thình thịch. Di La Thiên Địa Tháp chính là chứng đạo chi bảo của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương. Nguyên Thủy Thiên Vương dùng bộ chứng đạo vô bảo này mà được mệnh danh là đại đế cường mạnh nhất từ trước đến nay. Nếu như ngọc lâu của hắn sau này trở thành bảo vật vượt qua cả Di La Thiên Địa Tháp thì chẳng phải là hắn cũng có cơ hội có thể vượt qua Diêu La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương hay sao? Nguyên Thủy Thiên Vương khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, chỉ một đạo thân hình vào thời kỳ vô tổ từng niệm, viễn cổ chư thiên liền có thể khiến rất nhiều vô tổ hóa đạo. Sức mạnh tu vi thực lực sánh ngang với thần vương, không biết ta khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới này đây. Hắn trong lòng thầm nói, lần này nếu như không phải là Di La Thiên Địa Tháp bị hủy, Diệp húc cũng sẽ không đời nào đem mảnh vỡ của bảo tháp dung nhập vào trong ngọc lầu mà sẽ chỉ chuyên tâm tế chế luyện tòa bảo tháp này để cho ngọc lầu mai một. Nguồn năng lượng của thế giới chư thiên trong ngọc lầu không chỉ là đến từ bản thân ngọc lầu mà giáp phúc còn cảm nhận được luồng năng lượng vô cùng khổng lồ đến từ gốc ngọc thụ trong đấy. Cây ngọc thụ này chính là trung tâm của thế giới chiến lực không ngừng cung cấp năng lượng cho 20 tầng thế giới trong ngọc lầu khởi động thế giới chư thiên. Nếu như ngọc lầu phát triển lên thì uy năng trong đó cũng sẽ càng mạnh. Nếu như ngọc thụ của ta có thể sinh trưởng đạt đến trình độ có thể khởi động tam thập tam thiên giới cùng 18 tầng địa ngục thì loại lực lượng này sẽ to lớn đến mức độ nào đây? Vũ tổ cũng sẽ dễ dàng bị ta chấn chết chăng? Giết giết! Thú nô giống dần khí huyết phóng thẳng lên trời, hóa thành đủ loại viễn cổ cự thú ngao du trong khí huyết, một sức mạnh tràn trề vô tận âm ầm rơi xuống, khiến thực lực của hắn đột ngột tăng vọt. Ngọc lầu chấn động, Diệp Phúc cuối cùng cũng cảm thấy một áp lực nặng nề. Lúc này Thực lực của thú nô đang không ngừng tăng lên theo đường thẳng, đã mơ hồ có thể công phá phòng ngự của ngọc lầu, tổn thương đến thực lực của hắn. Làm tốt lắm. Yêu thần tử đứng trên đầu voi của thú nô, sắc mặt dữ tợn, hung ác nói: đánh vỡ toàn ngọc lầu đó cho ta, đánh chết tên kia cho ta. Ngọc lầu nhập vào thân thể ta, gia cố thân thể. Giây phút thì tâm niệm vi động, chỉ thấy ngọc lầu nhanh chóng thu nhỏ lại, dung nhập vào thân thể của hắn. Trong Ngọc Lầu, nguồn năng lượng tràn trề của 20 thế giới chư thiên dũng mãnh hòa vào thân thể hắn, khiến Diệp Phúc chỉ cảm thấy sức mạnh của bản thân trong chớp mắt tăng lên đến cực hạn. Sức mạnh, sức mạnh này. Diệp Phúc chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể đạt đến trình độ bản thân từ trước đến nay không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có Ngọc Lầu gia cố, thì thân thể hắn rất có thể sẽ bị một chiêu vừa rồi của thú nô đập nát. Công kích của thú nô trong chốc lát đã rơi xuống, toàn bộ chúng vào người Diệp Phúc. Loại công kích cất chứa thiên địa đại đạo trong vô tổ tổ binh không ngờ lại không thể đả thương nổi diệp húc đây đây chính là sức mạnh là sức mạnh diệp húc ngang nhiên đứng nhìn đột nhiên xuất ra một quyền hung hăng đệm vào ngực của thú nô thú nô cầm lên giận dữ bay lộn ngược ra xa lảo đảo ngã xuống lùi về phía sau cả chục dặm sau lưng đạo vận như đang bay múa lập tức cầm mầm nổ tung trở nên rách nát yêu thần tử thần trí bất định lạnh lùng nói thú nô xông lên cho ta giết hắn đi lập tức giết hắn đi yêu thần tử ngươi nào quá đấy ta đang cùng tên vũ tổ này nghiệm chứng tu vi làm gì có chỗ cho ngươi lên tiếng chết đi cho ta diệp húc không hề sợ hãi bước lớn lên phía trước đột nhiên há miệng hét lớn long biến kiếp ấn thoát ra hóa thành long biến phạm độ thiên áp xuống như long trời lở đất oanh một tiếng thân thể yêu thần tổ nổ tung chân linh tan vỡ bị một hống của diệp húc chân đến chết không để chết đi được nữa thú nô vừa mới đứng vững lên bị đạo ấn pháp này của diệp húc đánh cho bay đi loạn trạng lùi về phía sau con tứ bất tượng này dã tính bộc phát, bốn đôi mắt đỏ thẫm như máu, khí huyết quanh thân sục sôi, không ngừng gầm rú, thân hình chuyển động, thần tốc lao về phía diệp húc. Tám cánh tay vung lên, tám bộ tổ binh nhất loạt chuyển động, chỉ thấy đạo vận tràn ngập khắp nơi, khí thế kinh thiên động địa. Diệp húc gào thét xông lên, tốc độ công kích long trời lở đất của thú nô đều là hư ảnh của tổ binh, không thể phân biệt được chiêu thức, còn hắn một quyền một cước phân biệt rõ ràng. Nhưng cho dù là vậy, mấy vạn đạo công kích bộc phát trong chớp mắt của thú nô vẫn bị một quyền một cước diệp húc dễ dàng phá vỡ không trụ được lùi về phía sau không cách nào cứu vãn được tình thế hổ gầm chim kêu voi giống chó sủa âm thanh chói tai vang lên không dứt trận đại chiến này cơ hồ phá hủy toàn bộ số tinh thần trong hư không cổ lộ đánh xuyên qua cả đoạn cổ lộ này ở hai bên cổ lộ từng quả tinh cầu bị dư âm trong trận chiến nằm ầm, ầm đánh nát cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ đột nhiên một ấn của diệp húc hạ xuống hóa thành hiển định cực phong thiên cực phong thở qua thân thể thú nô nổ tung bị cực phong ăn mòn hóa thành xương khô. Tôn Vũ Tổ này chiến ý hừng hực, cho dù thân thể bị thương nhưng vẫn vô cùng ngang ngược, liều chết xông lên phía trước, tốc độ hồi phục của hắn cực kỳ kinh người, chỉ trong nháy mắt, thân thể hồi phục như cũ, lực chiến không hề suy giảm. Vũ Tổ thì đã sao chứ? Hôm nay ta sẽ dùng tu vi thực lực của Thánh Hoàng giết chết một tên Vũ Tổ. Diệp Húc xuất ra một quyền, khiến cho đồ chim của hắn âm ầm vỡ vụn, liền đó, hóa quyền thành trưởng, dùng trưởng làm diều một diều chém ngang trời đất chặt đứt đầu voi của thú nô thú nô cầm lên giận dữ đầu chó miệng há to như chợ máu hung hăng cắn về phía diệp húc diệp húc đứng yên bất động mặc cho hắn định nuốt mình vào bụng tôn vô tổ này vừa mới nuốt diệp húc xuống đột nhiên lồng ngực nổ tung bị diệp húc ở bên trong dùng tay xé rách chết đi trên đầu diệp húc ngọc lầu bay ra hắn một mình đứng trên ngọc lầu âm ầm chấn xuống chỉ thấy tổ binh trong tám cánh tay của thú nô oanh oanh nổ tung cánh tay đứt rời bị ngọc lầu trên cao áp xuống hai cái đầu còn lại cũng bị nghiền nát huyết tương tung tóe khắp nơi ngọc lầu tiếp tục hạ xuống khiến cho tôn Vũ tổ này bị đè bẹp thú nô cùng hắn luôn phiên ác chiến tổ binh trong tay sớm đã đầy vết nứt không thể nào tiếp tục chịu đựng lực công kích của hai cao thủ trở nên vô cùng yếu ớt không chỉ có như thế thậm chí ngay cả thân thể của thú nô cũng bị sức mạnh của giờ phúc chấn đến không ngừng lắc lư phá vỡ đạo vận hộ thân quanh người hắn khiến những đạo vận này rách tung tóe căn bản không thể chống đỡ lại chấn áp của Ngọc Lầu. Diệp Húc thu hồi Ngọc Lầu, chỉ thấy nguồn năng lượng của 20 thế giới chư thiên nhanh chóng suy yếu, tu vi giảm mạnh, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Đây sự cho cùng cũng không phải là sức mạnh của bản thân ta, ta nhờ vào năng lượng của thế giới chư thiên trong Ngọc Lầu mà đánh gục một tên vô tổ. Đây chỉ là sức mạnh đi mượn, không có nhiều lợi ích đến đối với tu vi. Những mảnh thân thể vỡ nát kia vẫn đang ngọ ngoại, sức sống của vô tổ đích thực cường mạnh đáng sợ, thú nô bị diệp húc đánh đến như vậy mà vẫn chưa hề chết nỗ lực dễ dụa chuẩn bị khôi phục hình thể sao còn chưa chết sao diệp húc đưa tay vơ lấy chỗ thịt vụn chỉ thấy chỗ máu thịt này vẫn đang không ngừng ngọ nguậy sức sống ngoan cường đến đáng sợ sức sống thật là mạnh đúng lúc ta đang cần luyện hóa thân ngoại hóa thân đành lấy luôn tình tinh huyết của ngươi luyện nhập vào thân thể của si thiên ma tổ nâng cao uy năng tôn hóa thân này khôi phục trạng thái toàn thịnh trước đây Giờ phút tâm niệm vi động, si thiên ma tổ tôn hóa thân này đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy khí huyết trong vũng máu thịt phóng thẳng lên trời, điên cuồng nhập vào thân thể của si thiên ma tổ. si thiên ma tổ chính là bá chủ trong số vô tổ, so với thần vương chỉ cách một bước ngắn, thậm chí ngay cả luân hồi pháp vương cũng phải kinh kỵ hắn vài phần, vì không muốn để cho hắn trở thành thần vương nên liền ra tay sớm để giật trừ hậu hoạn. có điều khí huyết của tôn ma thần này vẫn đang lưu chuyển uy thế kém xa trước kia máu của thánh hoàng cũng không thể bổ sung cho khí huyết của hắn chỉ có loại sức sống ngoan cường khí huyết dồi dào của vu tổ mới có thể cung cấp năng lượng cho tôn ma thần này rất nhanh khí huyết của thú nô đã bị diệp húc luyện hóa sạch sẽ đem toàn bộ đánh vào trong cơ thể si thiên ma tổ khí huyết quanh tôn ma thần này phóng thẳng lên trời bóp méo hư không đáng sợ đến vô cùng so với trước đây đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần diệp húc thậm chí cảm nhận được vào lúc này đây nếu như si thiên ma tổ sống lại thì chỉ cần y búng tay nhẹ một cái liền có thể phá tan phòng ngự của ngọc lầu đem hắn giết chết vẫn chưa đạt đến trạng thái toàn thịnh si thiên ma tổ khi còn sống rút cuộc cường mạnh đến đâu đây diệp phúc khẽ nhíu mày trong lòng liền hoảng sợ lên hồi pháp vương chỉ dùng một chiêu mà đánh chết si thiên ma tổ vậy y còn cường hoành đến cảnh giới nào đây ra một tiếng hư không đột nhiên nổ tung nhìn vạn đạo vận bay lượn lăng tiêu thái tử bất chợt bước ra từ hư không đào vận phía sau tung bay như giải băng cười ha, ha nói a a a a a a diệp thiếu bảo này ta cuối cùng đã trở thành tu thành vu tố ngươi không thể nào ngờ đến phải không ta trở thành vu tố sẽ đến lượt ngươi chết kìa hắn còn chưa dứt lời diệp phúc đã thình lình xuất hiện trước mặt ngọc lâu chấn áp xuống lăng tiêu thái tử chỉ cảm thấy pháp lực cuồng bạo quanh thân đột nhiên không thể nhúc nhích bị diệp phúc một tay tóm lấy cổ xách lên như một con gà chỉ nghe thấy diệp phúc lầm bầm nói Người đột phá vũ tổ rồi thì sao chứ? Thật tốt, lại một luồng khí huyết vũ tổ tươi mới tràn trề, vẫn còn trong thời kỳ suy yếu, ta lại có thể dùng khí huyết của hắn để phục hồi triệt để thân thể của Si Thiên Ma Tổ rồi. Lăng Tiêu Thái tử bị dập húc, sách cổ nhấc lên, ngay cả kêu cũng không kêu được, Toàn ngọc lầu 20 tầng kia giống như 20 tòa thiên giới, khí cơ áp xuống, khiến cho hắn bị chấn áp không thể động đậy. Lăng Tiêu Thái tử vừa mới đột phá, thoát khỏi đạo môn, lấy vu nhập đạo, đem đạo ngân đạo văn của mình hóa thành đạo vận, mặc dù hắn tu luyện tam pháp cấp đế quân thế nhưng dù sao cũng là vừa mới trở thành vu tổ thực lực tuy tiến bộ thần tốc tăng lên cả trăm lần nhưng so với thú nô vẫn có một khoảng chênh lệch rất lớn hắn đột phá trở thành vu tổ đã có thể miễn cưỡng gọi là thần vương trở thành thần minh xếp vào hàng ngũ các đương kim thần vương vô cùng vẻ vang vô cùng vinh hiển có điều ở trước ngọc lầu của diệp phúc hắn lại bị áp chế đến xít sao giờ khắc này hắn thực sự cảm thấy bản thân giống như một con gà nhỏ bị sói xám ngậm ở trong miệng bất cứ lúc nào cũng có thể bị nó ngốn sạch vù 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 khí huyết quanh người lăng tiêu thái tử nhanh chóng trôi đi điên cuồng nhập vào trong cơ thể si thiên ma tổ diệp phúc chưa cảm thấy khí huyết của tôn thân ngoại hóa thân này càng ngày càng trần trề bên trong cơ thể si thiên ma tổ từng sợi đạo vận bị khí huyết trần trề thôi động phục hồi tản phát ra dao động khiến người ta khiếp sợ đạo vận của tôn vũ tổ này vô cùng thô chắc chỉ một sợi đạo vận cũng đủ khiến cho Diệp Phúc cảm thấy mạnh hơn thú nô rất nhiều lần. Sau khi ma thần tu thành vu tổ, không ngờ lại cường mạnh đến như vậy, so với loài người, yêu tộc, ma tộc có ưu thế rất lớn. Lăng Tiêu thái tử nhanh chóng suy yếu, tinh khí toàn thân chảy đi càng lúc càng nhanh, không ngừng hóa thành khí huyết của Si Thiên Ma Tổ, thôi động càng nhiều đạo vận. Bát Thiên Đại Họa, chúng ta lần này gặp phải Bát Thiên Đại Họa rồi. Phong Tùy Vân sắc mặt tối sáng bất định, lẩm bẩm nói: chết nhiều thần tử như vậy Chư thiên thần vương nổi giận Trời sập đến nơi rồi Trời sập đến nơi rồi Phó Tê Lai like cười lạnh nói Phong huynh Những người này muốn giết chúng ta Nhưng ngược lại bị Diệp Phúc giết chết Chết như vậy là đáng đời Cho dù chư thiên thần vương có nổi giận Thì đã sao chứ Kẻ đáng chết Tất nhiên vẫn là phải chết kìa Phong Thủy Vân lẩm bẩm nói Giết thì tất nhiên phải giết rồi Có điều lần này số thần tử chết quá nhiều Nhiều đến mức trong lòng ta phát run hơn nữa phòng trưởng lăng tiêu thái tử cũng sẽ chết dưới tay Diệp Húc kìa Chả hắn không phải là thần vương tầm thường Mà là đế quân, đế quân kia Là đế quân có hy vọng đăng cơ bảo tọa làm thiên đế Phó Tây Lai liên tiếp dùng mình Lầm bảo nói đ, đ, đại, đại nhật đế quân, con trai đế quân Sát tâm của Diệp Huynh quá nặng Có điều cho dù là thả lăng tiêu thế tử ra Thì việc này cũng khó mà bỏ qua được Diệp Húc ha cười nói Phó Huynh nói không sai đâu Giết một người phải chết Giết trăm người thì cũng phải chết chỉ bằng cứ giết luôn tên lăng tiêu thái tử này đi Ồ oh, quá mạnh mẽ Thật là biến thái Giờ Húc cảm nhận được sức mạnh Trong cơ thể si thiên ma tổ càng lúc càng mạnh Càng lúc càng bá đạo Rõ ràng đã vượt ra khỏi phạm vi Hắn có thể lý giải được Trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ Mừng là bởi thân thể tôn si thiên ma tổ mạnh mẽ như vậy Nếu như thôi động Tất sẽ có thể nghiền ép hết thảy vũ tổ Còn sợ là vì si thiên ma tổ hồi phục càng lợi hại Pháp lực cần để thôi động tôn vũ tổ này Sẽ lại càng lớn đến lúc đó sẽ vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của Diệp Húc. Đột nhiên trong lòng Diệp Húc cảm thấy một mối nguy hiểm mãnh liệt trào dâng, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cánh tay kim quang thình lình xé rách vòng trời, thò ra từ hư không hung hăng đập về phía hắn. Long tổ Dương sao? Diệp Húc trong lòng cả kinh, chỉ thấy cánh tay này đã vận thiên thành, so với thú nô toàn lực ra tay còn đáng sợ hơn rất nhiều, Vạn vẹo hư không, khống chế thiên địa đại đạo trong tay, uy lực tường mạnh đến cùng cực cánh tay này còn chưa hạ xuống hắn dường như đã cảm thấy vô số thể không bị đè ép xuống cố định hắn ở một chỗ trong hư không cổ lộ không thể nào nhúc nhích được môn hạ của đại nhật đế quân vu tổ long tổ dương giờ khắc này đã vào đến đáy của thiên tuyệt cốc nhìn thấy lăng tiêu thái tử tình hình nguy ngập vội vàng ra tay cùng lúc đấy trong hư không đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang trong chớp mắt xuyên thủng thời không bị vặn vẹo bởi bàn tay của long tổ dương đâm thẳng về phía diệp húc rượt qua lông mày đồng thời đạo vận thiên thành rơi xuống khiến cho hắn không có chỗ nào để trốn hai vị vu tổ đồng thời tấn công diệp phúc uy lực vô song so với thú nô mạnh hơn cả trăm lần ngọc lâu nhập thế diệp phúc đột nhiên hét lớn ngọc lâu không còn chấn áp lăng tiêu thế tử mà dung nhập vào cơ thể của hắn năng lượng trong hai mươi thế giới chư thiên bộc phát chấn vỡ thể không bị vặn vẹo bởi bàn tay của vu tổ cuối cùng hắn cũng có thể động đậy nhanh chóng lùi về phía sau đạo kiếm quang kia lóe lên theo sát phía sau diệp phúc kiếm quang còn chưa tới đã phá tan sự phòng vệ của 20 thế giới chư thiên, đâm rách da của Diệp Húc, khiến giữa mi tâm của hắn xuất hiện một lỗ nhỏ, một giọt máu từ từ chảy xuống. Đập nát hắn cho ta. Thân hình Si Thiên Ma Tổ khẽ động, phía sau hơn 10 sợi đạo vận quét xuống, khiến đạo kiếm quang kia ầm Diệp Húc thôi động Si Thiên Ma Tổ, chỉ thấy tôn thân nghệ hóa thân này tinh linh xuất trưởng nghênh tiếp bàn tay của Long Tổ Dương. Những âm thanh nặng nề vang lên đoạn hư không cổ lộ run rẩy kịch liệt dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể bị dư âm xung kích của hai vị đại vu tổ phá gãy hất văng bọn họ vào khoảng hư không mênh mông cũng may hư không cổ lộ chính là do huyền thiên đại đế tự tay luyện chế cho dù là vu tổ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phá hủy đoạn cổ lộ này long tổ dương thét lớn bị si thiên ma tổ chấn ra ngoài hư không lại xuất hiện trên hư không cổ lộ diệp phúc thu động cơ thể si thiên ma tổ chống lại kiếm quang cùng đại thủ của long tổ dương chỉ cảm thấy tu vi giảm mạnh quả nhiên như hắn dự liệu thôi động tôn hóa thân này vô cùng tốn sức si thiên ma tổ khí huyết khôi phục càng nhiều thực lực liền tăng càng mạnh tu vi hao tổn khi thôi động cũng càng lớn cho dù là giải phúc đã trở thành thánh hoàng tu vi có bước tiến nhảy vọt nhưng vẫn không chịu nổi sự tiêu hao như vậy một vài động tác đơn giản của si thiên ma tổ cũng có thể phát kiệt tu vi của hắn một giọt không thừa lại chỉ có thể mặc cho người ta chém giết long tổ dương ánh mắt uy nghiêm đáng sợ đảo qua người si thiên ma tổ cùng lăng tiêu thái tử liền đó lại dừng trên người Diệp Húc, y bước lớn lên trước, lạnh nhạt nói: "Thả Lăng Tiêu thái tử ra, ta sẽ cho ngươi chết toàn thây." "Sao? Toàn thây sao?" "A a a a a a." Chỉ nghe thấy một tiếng cửa lớn, một thân hình to lớn xuất hiện trên hư không cổ lộ, bước lớn tiến đến, âm thanh vang ầm ầm lên tiếng nói. Long Tổ Dương, có cho hắn chết toàn thây hay không, không phải là việc người quyết định là được, mà là tạ đình hầu ta thần tổ có lệnh tên tiểu tử này nhất định là phải chết hơn nữa còn phải triệt chết thật thê thảm mới có thể làm nguôi cơn giận trong lòng của thần tổ vơi đi nỗi đau mất con tạ đình hầu người giết hắn nhớ đừng băm nát đầu hắn đầu của hắn còn phải đem đến cho quân thiên thần vương lĩnh thưởng lại một vị vu tổ nữa xuất hiện trên hư không cổ lộ thông thả nói lại thêm một vị vu tổ lướt đến thản nhiên lên tiếng đầu của thiên hạ đệ nhất đại ác nhân làm sao có thể rơi vào tay đinh hoài sơn ngươi được Đúng là không biết tự lượng sức mình Ồ, oh, nhiều vũ tổ thật Phong Tùy Vân cùng Phó Thiên Lai Bắt chân run lên, sắc mặt trắng bệch Lần này chết thật rồi, chết thật rồi Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng Các vũ tổ nối đuôi nhau mà đến Ai nấy cũng đều muốn lấy mạng của hắn Một một tôn vũ tổ hắn đều không thể ứng phó lại Những người này hoàn toàn không phải loại vũ tổ khùng khùng điên điên như thú nô Mà là những lão quái vật đã chìm đắm trong vô đạo Không biết bao nhiêu năm tháng tuổi tác của Diệp Phúc đối với những lão quái vật này mà nói chỉ là thời gian một lần bế quan nhỏ bé nên không đáng kể một vị vu tổ ha ha cười lớn không biết ở đâu chưa ra một tên tiểu tử cư nhiên ngay cả thần tử cũng dám giết con trai của các chư thiên thần vương cơ hồ đều bị hắn giết sạch cả ta vẫn là lần đầu tiên gặp một kẻ to gan lớn mật như vậy tên tiểu tử này nếu như giết cả lăng tiêu thái tử thì chẳng phải là ngay cả con của đế quân cũng chết trong tay hắn hay sao lại một vị phu tổ khác cười nói, ta lại không vội ra tay giết hắn, để sau khi hắn giết đế tử, phần thưởng bắt hắn chắc chắn sẽ tăng rất cao, lúc đấy đầu của hắn mới có giá trị. Oh, cổ thi của tôn ma thần kia mới làm cho người ta thèm muốn kìa. lại một vị phu tổ xuất hiện chăm chú nhìn si thiên ma tổ cười nói, long tổ dương sắc mặt âm u bước lớn lên phía trước ép tới diệp húc điểm như nói, thả thái tử ra. Diệp Húc thu hồi Si Thiên Ma Tổ, nhấc bổng Lăng Tiêu Thái Tử lên, vội vàng lùi về phía sau, tay áo phất lên, cuốn Phong thủy Vân cùng Phó Thế Lai vào bên trong, rồi quát: "Đi mau, tín vào Huyền Thiên Ma Môn." "Có ta ở đây, ngươi còn muốn đi sao?" Long Tổ Dương giận dữ, thần tốc đuổi theo, các vô tổ khác cũng lần lượt xuất quan, gào thét xông đến, tốc độ còn nhanh hơn cả Diệp Húc. Lưu Quang Ngẩn Diệp Húc thi triển một đạo ấn pháp, tốc độ lập tức bạo tăng, lá một cái đã vượt qua hư không của lộ tốc độ so với những vu tổ kia lại càng nhanh hơn tạ đình hầu ha cười lớn đúng là một thứ đồ vật thú vị cư nhiên còn có loại vu pháp kỳ diệu như vậy có điều nếu như để cho người trốn thoát thì thể diện của mấy vu tổ chúng ta đặt ở đâu đấy hả à, chẳng phải là từng ấy năm để sống trên thân chó hay sao ai gọi ta vậy còn muốn sống trên người ta sao một con chó lông màu đen không biết từ đâu chợt nhảy ra đảo mắt bốn phía nói đầu con phá cầu này tròn như một quả tinh cầu to béo đến đáng sợ diệp húc sắc mặt tối sầm cái tên hạo thiên khuyển này không biết đã ăn bao nhiêu bộ hải cốt vô tổ mà bụng lại tròn vo như thế này đây với thực lực của nó e rằng vẫn chưa thể luyện hóa chỗ xương cốt kia được tạ đình hầu nhìn thấy con phá cầu sắc mặt không khỏi tối sầm chỉ thấy diệp húc vung tay áo lên cuốn luôn cả con phá cầu vào bên trong gào thét xong về phía cuối hư không cổ lộ một tôn ma thần điêu khắc bị khí tức của hắn kích động đột nhiên sống lại, hai mắt mở to. Thần văn đạo vận quanh người chuyển động không ngừng, nắm đấm giống như một quả tinh cầu khổng lồ, hung hăng nện xuống Diệp Phúc. Chỉ si thiên ma tố. Diệp Phúc đột nhiên tế khởi, thân ngoại hóa thân, chống lại tôn ma thần điêu khắc. Ba đầu của si thiên ma tổ gào thét, tám cái tay thi triển, nghênh tiếp cánh tay khổng lồ đang hạ xuống. Đạo vận quanh người si thiên ma tổ băng băng vỡ vụn, cuối cùng cũng đánh lui được cánh tay kia. Diệp Phúc gào thét tiến tới, đám vô tổ long tổ dương cũng gào thét xông lên, chỉ thấy tôn ma thần điêu khắc bổ qua diệp húc cũng không đuổi giết ngược lại nhấc chân lên hung hang đạp xuống bàn chân của hắn che khuất bầu trời một cước đạp xuống cho dù là đám lão quái vật long tổ dương cũng không thể không dốc toàn lực đối phó nếu không sẽ liền bị tôn ma thần điêu khắc này dẫm cho nát bét nhưng cũng may những thần vương như luân hồi pháp vương nhìn mi lão phật khắp đường đã phá cấm chế tôn điêu khắc này đã tàn tạ uy năng không thể phục hồi như trước không mạnh bằng thời kỳ toàn thịnh với thực lực của bọn họ đánh vỡ tôn điêu khắc này chỉ là chuyện sớm hay muộn dọc đường diệp phúc liên tiếp gặp phải nguy hiểm ít nhất cũng có đến ba tôn ma thần điêu khắc gần như hoàn chỉnh dồn dập công kích hắn diệp phúc dốc hết tu vi toàn thân dùng si thiên ma tổ đối kháng lại công kích của những ma thần cuối cùng trước lúc tu vi cạn kiệt xông được đến cuối đường hư không của lộ đến trước tòa ma môn diệp phúc lảo đảo ngã xuống đất phong thủy vân cùng phó tê lai lập tức tiến lên ra sức đẩy tòa ma môn ma môn không chút chuyển động hai người gấp đến độ sức đầu mẻ chán diệp phúc dùng đến pháp lực nhằm thư động si thiên ma tổ chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng căn bản không có cách nào thôi động dù chỉ một ngón tay của si thiên ma tổ trong lòng nhất thể nguội lạnh các ngươi còn muốn đi hay sao long tổ dương bộ dạng rách nát từ hư không cổ lộ bước ra sát khí đằng đằng rõ ràng hắn đi qua hư không cổ lộ cũng không dễ dàng gì trải qua đại chiến cuối cùng cũng thoát ra được ra ngoài bỏ lại các vị vũ tổ khác ở phía sau phong thủy vân cùng phó thiên lai trong lòng phát lạnh hiện giờ tu vi diệp phúc đã hao hết bọn họ cũng không có đủ thực lực mở tòa đại môn này đối mặt với long tổ dương bậc vu tổ tư chất sâu thâm chỉ có thể khoanh tay mà chịu chết long tổ dương bước lớn tiếp cận đã vận hóa ra kim long miệng rồng há to kim quang trong miệng âm ầm, ầm chảy xuống chim triện côn trùng chi chít bao kín phía trên cực kỳ huyền ảo phảng phất giống như nhất phương đại ấn nhìn thật kỹ những chim triện côn tràng đó thì ra là do vô số long văn cấu tạo mà thành có ly long bản long dao, thiên ứng long trúc long hắc long, kim long, dày đặc đủ loại. Nhiều không đếm xuể, mỗi một loại văn tự cơ hồ đều hàm chứa những ý nghĩa vô cùng thâm sâu và huyền bí. Long tướng quân, mau cứu ta! Âm thanh của lăng Tiêu Thái tử kêu lên vô cùng yếu ớt. Thái tử không cần hoảng sợ, trước mặt Long Mỗ, bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng làm tổn thương đến ngài. Long Tổ Dương sát khí bắn ra bốn phía, Cự Long há to miệng, nhất phương đại ấn càng thêm sáng ngời, chấn áp chư thiên không nhanh không chậm áp tới gần 5 người diệp húc vô số chim triện côn trùng từ trong ấn pháp tuôn ra hóa thành từng con tưởng long bay lượn cao thấp muôn hình vạn trạng từng trận long ấn dường như có hàng tỷ vạn chân long đồng loạt ca tụng chấn áp về phía diệp húc long tổ dương ngươi cho rằng ta không có đủ bản lĩnh để đối phó với ngươi hay sao diệp húc cấp tốc lùi về phía sau bất ngờ đụng phải ma môn không còn đường lui nhất phương long ấn úp xuống Diệp Húc khét lớn một tiếng đột nhiên tế khởi một tấm sắc mệnh phù văn trong ngọc lầu, nghênh đón Long ấn. Tấm sắc mệnh phù văn này hẳn là do Huyền Thiên Đại Đế chế luyện, phong ấn ngọc hạp cùng địa đồ bên trong. Mặc dù đã qua tay của không biết bao nhiêu cao thủ nhằm diệt trừ uy năng của phù văn, mở ra ngọc hạp, có điều tấm sắc mệnh phù văn này vẫn có uy lực không thể coi thường. Phó Thiên Lai bóc tấm phù văn này ra khỏi ngọc hạp, không hề làm tổn hại đến bất kỳ uy năng nào của nó. Tấm phù văn này vẫn có thể đả thương vô tổ, cho dù là cả Dương Tổ Long bậc cao thủ này đây là thủ pháp cuối cùng hy vọng cuối cùng của diệp phúc hiện giờ tu vi của hắn đã như dầu cạn đèn tắt đừng nói là thôi động si thiên ma tổ tôn thân ngoại hóa thân này mà ngay cả chư thiên chư địa đại thủ ấn loại phù pháp này cũng khó mà thôi động được long tổ dương hôm nay ta sẽ giết chết ngươi tôn vu tổ mạnh nhất trong số thực hạ của đại nhật đế quân diệp phúc khét lớn liền đóng lại ngay người chỉ thấy vũ văn do hắn tế khởi chẳng những không nghênh đón long ấn mà ngược lại giống như một tờ giấy mỏng bay ngược trở lại dán ngay phía trên tòa ma môn cái gì vậy diệp phúc thất thanh nói chết đi long tổ dương cười lớn miệng rồng há to ngậm long ấn oanh kích xuống long tướng quân hãy khoan ta cũng lời muốn nói diệp phúc kiên trì nâng cao lăng tiêu thái tử chuẩn bị dùng hắn làm lá chắn cao giọng nói long tổ dương vội vàng dừng tay lăng tiêu thái tử đang ở trong tay diệp phúc khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ không dám ra tay à, thật ra ngươi không biết rằng ta chính là huynh đệ thất lạc nhiều năm của ngươi sao diệp phúc vô cùng thành khẩn mà nói phong tùy vân cùng phó thiên lai sắc mặt tối sầm trong lòng hết sức tuyệt vọng bọn họ vốn dĩ cho rằng diệp phúc vẫn còn ngón nghề chưa dở hết không ngờ rằng diệp phúc cư nhiên lại nghĩ ra trò này à, long tướng quân ta có thể lấy nhân cách của cha ta người đứng đầu thanh niên tần phủ ra đảm bảo uh, diệp phúc tuyệt đối là một huynh đệ của ngươi Phó Tiên Lai hoảng sợ nói to, Phong Thủy Vân cũng vội vàng gật đầu, nghiêm mặt nói: ờ, "Ta cũng lấy danh dự tạo hóa môn ra đảm bảo với ngươi, việc này tuyệt đối là thật kìa." "Đích thực như vậy, đích thực như vậy đấy." Đôi của Hạo Thiên Quyền vẫy qua vẫy lại, mặt mày hớn hở nói: "Chủ công nhà ta, thực ra không phải là Diệp Thiếu Bảo, mà là Diệp Thiếu Long, đọc ngược lại chính là Long Thiếu gia, ngay cả đại tôn vương ta cũng được chủ công ban thưởng, họ Long, gọi là Long Khiếu Thiên kìa." Ba tên cận bã cùng một con chó chết Dám dùng trò trẻ con này để lừa ta sao Chết thiết đi cho ta Long tổ dương cười gần Uy năng long ấn bộc phát Đột nhiên chỉ thấy từng con kim long Đưa tay tóm về phía lăng tiêu thái tử Hàng tỷ vạn long văn bay múa Giờ vút hung hăng Tóm lấy ba người cùng một con chó Đột nhiên ma môn đầm mầm chấn động Tấm sắc mạnh phủ văn dán trên cửa Hào quang tỏa sáng Không ngờ lại có thể làm chấn động tòa ma môn này Chỉ nghe thấy nghìn vạn âm thanh giả nua vang lên Huyền huyền diêu huyền chi hiệu huyền trúng diệu chi môn trong những âm thanh đang vang lên kia dường như mang theo những tăng thương vô tận tòa trúng diệu chi môn do huyền thiên đại đế luyện chế cuối cùng cũng được tấm sắc lệnh phù văn kia mở ra ma khí điên cuồng phun ra để lộ biết cảnh huyền thiên đại đế hoàng sa đại mạc đập vào trước mắt đi thôi diệp húc tung người nhảy lên lưng của hạo thiên khuyển chỉ thấy con phá cầu này lập tức xông vào bên trong trúng rượu chi môn phong thủy vân cùng phó thiên lai vội vàng đuổi theo xoay người nhảy lên lưng hạo thiên quyển gào thét xông vào trúng rượu chi môn muốn chạy sao cũng quá xem thường long tổ dương ta rồi long tổ dương cầm lên kim quang đại ấn chấn xuống nghìn vạn đạo vận khởi động điên cuồng chui vào trong ma môn trong lòng không khỏi cả kinh kim quang đại ấn của hắn uy năng vô hạn chính là tổ binh do đích thân hắn luyện chế thậm chí còn có được sự chỉ bảo của đại nhật đế quân uy lực so với những tổ binh thông thường cường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nào ngờ, luồng uy lực kinh người như vậy, oanh kích ma môn lại chỉ giống như châu chấu đá voi, không phát ra một tiếng động, rõ ràng là bị tòa biết cảnh hoàng sa đại mạc trong chúng rượu chi môn cắn nuốt. Lòng mỗ muốn giết người thì không một ai có thể trốn thoát được. Long tổ Dương giận dữ đang định tiến vào chúng rượu chi môn, đột nhiên nhìn thấy tấm sắc mệnh phù văn kia đang dán chất cửa, lòng tham nổi lên, giơ tay chụp tới tấm phù văn, tính bóc tấm phù văn xuống, thẩm nghĩ Bí cảnh trong cửa này rõ ràng là không thể coi thường được Chắc hẳn là có liên quan đến huyền thiên đại đế Vị tượng cổ đại đế này Tấm sắc mạnh phủ văn nếu như là do huyền thiên đại đế chế luyện Chắc chắn không hề tầm thường Đám người Đinh Hoài Sơn mặc dù vẫn yếu hơn ta một bậc Nhưng thực lực lại không thể xem thường Những vu tổ này chỉ một lát nữa Sẽ đặt thông ngư không cổ lộ tiến vào nơi đây, đây Chỉ bằng gỡ tấm phủ văn này xuống Đóng trúng rượu chi môn lại Tay của hắn còn chưa chạm vào sắc mạnh phủ văn thì đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ cực điểm dâng trào cuộn cuộn thậm chí có thể chấn đến hắn trọng thương tổn thương đến căn nguyên của vũ tổ trong lòng không khỏi cả kinh vô vàng rút tay về không thèm quay đầu bước thẳng vào trong chúng rượu chi môn phía sau chúng rượu chi môn cuồng phong gào thét cắt vàng bị thổi quét khắp nơi long trời lở đất một miền sa mạc hoang vắng hiện lên phía xa còn có từng cơn lốc xoáy thổi qua cuốn lên không biết bao nhiêu cắt vàng giống như ác long càn quét trên sa mạc Long Tổ Dương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba người Diệp Húc cùng con phá cẩu đang vô cùng cẩn thận đi trên sa mạc, đi lại gian nan tựa như mỗi bước xảy ra đều phải tiêu phí rất nhiều sức lực, e sợ bước nhầm. Một lũ phép vật, ta đã nói các ngươi không thể trốn thoát khỏi tay ta, thì các ngươi tuyệt đối không thể trốn thoát được. Long Tổ Dương hừ lại một tiếng, nhấc bước tiến vào sa mạc, chỉ nghe thấy từng âm thanh răng rắc truyền đến, lập tức dừng ngay động tác tiến lên trước, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh chỉ thấy bàn chân của hắn bị cắt vàng ba phủ phẳng phất như có hàng trăm hàng ngàn quả tinh cầu áp ở phía trên long tổ dương gian nan rút chân trái về cúi đầu nhìn xuống không khỏi nuốt một ngụm lãnh khí những hạt cắt vàng này không ngờ lại ép đến mức chân trái của hắn dập nát đập vụn cả thân thể vô tổ của hắn những cắt vàng này căn bản không phải cắt vàng bình thường mà là vô số tinh cầu bị ai đó luyện chế thành hình dáng này hắn khôi phục lại thân thể cúi xuống nhìn cẩn thận nhặt lên một hạt cắt vàng chăm chú nhìn thật kỹ lưỡng chỉ thấy hạt cát này, rõ ràng là một quả tinh cầu, bên trên có lục địa núi non sông ngòi, biển đảo, thậm chí còn có cả vân khí. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về miền sa mạc trước mắt, hoàn toàn không có ý khinh thường, ngược lại hít vào một hơi lãnh khí. Những cơn cuồng phong cuốn hạt cát vàng lên trong mắt hắn cũng không phải thứ bình thường mà là vô cùng đáng sợ. Loại cuồng phong này không ngờ lại có thể cuốn được vô số tinh cầu, sức mạnh uy lực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Còn những cơn lốc xoáy kia lại càng đáng sợ hơn. Tuyệt đối có thể dễ dàng nghiền nát hắn, bậc vũ tổ này, thậm chí ngay cả thần vương cũng không thể không cẩn thận mà ứng phó. Thủ pháp của Huyền Thiên Đại Đế quả nhiên không hề tầm thường, e rằng hắn phải luyện hóa cả một vũ trụ mới có thể tạo ra miền hoang mạc sa mạc này. Long Tổ Dương hít vào một hơi lãnh khí, lẩm bẩm lên tiếng nói. Mấy tên Diệp Thiếu Bảo kia, tuyệt đối không thể nào mạnh hơn ta được, bọn chúng làm sao có thể vượt qua miền đại mạc này đây? hắn quan sát kỹ lưỡng chỉ thấy đám người diệp húc mỗi bước đi mỗi bước xảy ra dưới chân đều tự động xuất hiện một cây kim cầu vừa vặn lơ lửng ở trên phía hoàng sa đại mạc kim cầu như ẩn như hiện phía trước không nhìn thấy tận cùng phía sau không nhìn thấy gốc tự động mất đi theo bước chân của đám người diệp húc long tổ dương vừa bước lên một bước đám người tạ đình hầu cũng đã đến nơi một tôn vu tổ phát hiện phía trên ma môn có dán sắc lệnh phù văn không khỏi mừng rỡ lập tức vươn tay gỡ xuống lượng năng lượng trong phủ văn bộc phát tôn vu tổ này kêu lên một tiếng bàn tay đột nhiên phân hủy nhanh chóng lan đến toàn thân cơ thể đều bị năng lượng của phủ văn ăn mòn thậm chí ngay cả xương cốt cũng dần dần hòa tan nhất khí tam hoa tam hoa hóa thân tái sinh thân thể tôn vu tổ này vừa sợ vừa giận vội vàng hét lớn một tiếng đột nhiên hồng mông từ khí phun ra từ đỉnh đầu hóa thành ba đóa hoa màu trắng đỏ xanh nụ hoa khẽ lay động dễ cắm sâu vào trong não của hắn đóa bạch liên nở rộ trong đó hoa xuất hiện một thân thể mới giống hệt với hình dáng của hắn chém tôn vu tổ này quát lớn đào vận hóa kiếm một kiếm chém ra chặt đứt đóa mạch liên chân linh thoát khỏi thân thể cũ chỉ thấy cơ thể lúc đầu của hắn hoàn toàn phân hủy năng lượng đều bị tấm sắc mệnh phủ văn này nuốt vào hắn không khỏi thoát mồ hôi lạnh may mà ta tu luyện nhất khí tâm hoa trong hồng mông thanh liên kinh có được ba mạng nếu không đã bị tấm phủ văn kỳ quái này giết chết rồi đám người đinh hoài sơn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không dám động vào tấm phủ văn lập tức xông vào trong cửa long tổ dương chỉ là một miền đại mạc mà đã dọa cho ngươi sợ rồi hay sao một tôn vu tổ ha ha cười lớn xông vào hoàng sa đại mạc vù 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 một cơn cuồng phong thổi đến tôn vu tổ này giống như một tờ giấy bị cuồng phong cuốn lên thổi sâu vào bên trong đại mạc liền đó bị những hạt cắt vàng bên trong đánh cho thân thể cùng đạo vận quanh người nát bét giống như một tấm vải rách Dây xuống đại mạc bên dưới lập tức bị cắt vàng bao phủ nhanh chóng bị ăn mòn chỉ còn lại bộ xương cốt trắng phau tiếp đó ngay cả xương cốt cũng bị ăn mòn hóa thành cho tàn đảo thiên thu không ngờ bị chết rồi sao đinh hoài sơn thất thanh nói toàn thân đổ mồ hôi lạnh lúc nãy hắn suýt nữa cũng đã xông vào đại mạc giết diệp húc miền đại mạc này giống như một lạch trời không thể vượt qua chặn ngang trước mặt bọn họ khiến cho bọn họ nhất thời không dám tiếp tục đuổi giết diệp húc diệp húc đứng trên kim cầu cái mà hắn nhìn thấy hoàn toàn không giống với đám người long tổ dương trong mắt hắn dưới cây cầu này căn bản không phải là hoàng sa đại mạc mà là một vũ trụ trạng thái nguyên thủy vô số tinh cầu bị gió của vũ trụ thổi cuốn lên lăn lộn va chạm khắp nơi còn bên ngoài cây cầu liệu có phải từng sợ linh mạch đang hỗn loạn trong những cơn gió mùa của vũ trụ hay không thì rất khó nắm bắt được những sợ linh mạch lơ lửng trong vũ trụ nguyên thủy lúc hợp lúc tan linh khí nồng đậm ma khí hỗn loạn chủng loại đa dạng có loại là linh mạch cấp thấp như thương minh linh mạch Cũng có loại cấp cao như thái thanh linh mạch, thượng thanh linh mạch Kim cầu ngăn cách vũ trụ Trạng thái nguyên thủy Gió mùa không có cách nào thổi đến Nếu không chỉ cần là gió mùa đơn thuần ở nơi này Cũng có thể dễ dàng khiến đám người diệp húc hóa thành cho bụi Loại thủ pháp tạo hóa thiên địa vạn vật biến đổi vũ trụ hồng hoang Diệp phúc đến nghe cũng chưa từng nghe nói đến Thậm chí ngay cả Phong Tùy Vân cùng Phó Tiên Lai cũng chưa từng nghe nói qua hai người bọn họ một người là thiếu chủ của tạo hóa môn một người là thiếu chủ của thanh hiên thần phủ thân thể cao quý cha chú cũng đều là những nhân vật có tiếng trong thiên giới kiến thức hiểu biết ắt phải rộng hơn diệp phúc rất nhiều có điều ngay cả là bọn họ cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn thủ pháp của huyền thiên đại đế thiên đế không hổ là thiên đế huyền thiên đại đế khi xây dựng nơi này có vẻ vẫn là tu vi đế quân nhiều nhất là thần vương vậy mà lại có thực lực cùng tài nghệ kinh thiên động địa đến vậy quả thật khiến người ta phải công phục mà Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một cơn lốc xoáy vô cùng dữ dội, cuốn theo vô số tinh cầu âm ầm, ầm quét đến. Hắn trong lòng kinh động, không khỏi hoảng sợ. Cơn lốc xoáy này gào thét thổi đến từ trên kim cầu đảo qua. Tình huống này không đích thân trải qua, rất khó có thể hình dung được cái loại cảm giác đáng sợ đến như thế nào. Hào Thiên Quyển liên tiếp dùng mình lẩm bẩm nói: "Cây kim cầu dưới chân chúng ta liệu có bị quét sập hay không đấy?" Hai lòng bàn tay của Diệp Húc cũng đổ mồ hôi lạnh ngắt, cũng may cây kim cầu này chính là do huyền thiên đại đế tự tay chế luyện bắc qua vũ trụ nguyên thủy chưa hề bị bất kỳ đạo lốc xoáy nào phá hủy phía trên kim cầu trời yên biển lặng không một chút gần sóng nào diệp húc rút hết toàn bộ khí huyết của lăng tiêu thái tử đem hết chỗ khí huyết đó truyền vào cơ thể của si thiên ma tổ tôn ma thần này so với trước kia lại càng mạnh hơn có điều pháp lực tiêu hao khi thư động cũng càng lớn hơn thái tử thứ lỗi cho ta không tiến xa được diệp húc vung tay vứt lăng tiêu thái tử ra khỏi kim cầu mặc cho hắn tự sinh tự diệt diệp phúc thoáng thấy bên ngoài cuồng phong đã ngừng thổi lập tức thò tay khu về hướng vũ trụ nguyên thủy túm lên một sợi thái thanh linh mạch nuốt vào trong bụng liền đó luyện hóa tu vi của hắn dần dần khôi phục một ít lại vội vàng đưa cả hai tay ra khoáng từng sợi thái thanh linh mạch bị hắn túm được không ngừng nuốt vào luyện hóa tu vi cũng bắt đầu khôi phục đâu vào đấy hai người phong thủy vân mắt sáng lên bắt chiếc diệp phúc cũng lấy được không ít linh mạch hào thiên Quyền lại càng hung mãnh há to miệng ra ngoạm tới một miếng lên nuốt vào một sợi. Một lúc lâu sau, Diệp Phúc chỉ cảm thấy tu vi đã hồi phục được 7, phần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một nơi thật tốt, nếu như không có cây kim cầu này, với thực lực của ta cho dù là khôi phục trạng thái toàn thịnh, điều khiển tôn thân ngoại hóa thân si thiên ma tổ, e rằng cũng khó có lấy được bất cứ thứ gì trong vũ trụ nguyên thủy này. ô hô, ngọc ngọc thanh linh mạch kìa. Phong Tùy Vân ánh mắt sáng lên, thất thanh nói lớn, Diệp Phúc vội vàng nhìn về phía hắn, chỉ thấy một sợi linh mạch thuần túy tạo thành từ thần văn giống như một con thùng lường hung ác vặn vẹo thân hình trườn trên đỉnh đầu bọn họ thần văn trong sợi linh mạch này vô cùng thô chắc tiên thiên cường mạnh khẽ khàng lướt qua lên thời quét đi một lượng lớn tinh cầu đáng tiếc thật sự là đáng tiếc mà bảo vật khủng bố như vậy trong vũ trụ nguyên thủy cũng không có nhiều vậy mà chúng ta lại không có một khả năng đoạt lấy phó Tiên lai liên tục thở dài sợi ngọc thanh linh mạch này đột nhiên bị một cơn lốc xoáy quét trắng phân thành bốn năm mảnh thần văn đều bị chấn vỡ hóa thành nghìn vạn sợi linh mạch nhỏ bay lượn ở khắp nơi nguyên tái ấn thu diệp phúc đột nhiên đưa tay ra hóa thành nguyên tái khống thăng thiên phong ấn một số trong những mảnh vỡ của ngọc thanh linh mạch mặc dù sợi linh mạch đó chỉ là một phần vô cùng bé nhỏ của ngọc thanh linh mạch nhưng vẫn có uy năng không gì địch nổi lắc đầu vẫy đuôi khẽ khẳng rung lên liền có thể chấn vỡ nguyên tái khổng thăng thiên với thực lực của ta vậy mà ngay cả một mảnh vốn của ngọc thanh linh mạch cũng không thể thu phục được xem ra đành phải dùng đến thân thể si thiên ma tổ rồi diệp húc tâm niệm vi động si thiên ma tổ từ trên trời giáng xuống âm ầm, ầm hạ trên kim cầu bàn tay to lớn đưa ra hóa thành nguyên tái khổng thăng thiên một trưởng chụp tới tóm được sợ linh mạch này và trong lòng bàn tay liền đó cất vào trong ngọc lầu hắn không chế si thiên ma tổ liên tiếp đưa tay ra với phong ấn từng sợ linh mạch lần lượt ném vào trong ngọc lầu chấn áp chỉ một lát sau liền thu hoạch được rất nhiều thu về 23 mươi sợi linh mạch vỡ vụn một cơn gió vũ trụ thổi qua những sợi linh mạch vụn bị gió cuốn đi diệp phúc ngừng tay đột nhiên chỉ thấy một quả tinh cầu kim sắc trôi tới hình dáng giống như một con rắn quấn quanh thân rùa rõ ràng là được tạo thành từ huyền vũ long văn kim thần túy quả tinh cầu này to lớn không gì sánh bằng bề mặt tinh cầu tràn ngập yêu khí nồng đậm bảy bố đầy những hoa văn đạo vận thần văn kỳ lạ hình thành một cách tự nhiên giống như vải rắn may rùa thần kim thần túy như vậy vô cùng là hiếm gặp phong tùy vân cùng phó tê lai nhất thời ngơ ngẩn thất thanh nói nếu như có thể lấy được quả tinh cầu này đừng nói là luyện chế tổ binh ngay cả thần binh ước chừng cũng không kém là bao đâu thứ đồ tốt mà diệp phúc tâm niệm vi động thình lình trong những thần văn đang bay lượn phía sau một bàn tay không nguyên vẹn bay ra gào thét xông về hướng quả tinh cầu này chỉ thấy mảnh vỡ đế binh này tách tinh cầu ra thành nhiều mảnh vỡ to như những ngọn núi vạn trường liền đó lại bị si thiên ma tổ thu hồi phía trên kim cầu hắn căn bản không cần lo lắng về việc tu vi tiêu hao nơi này có vô số linh mạch cho hắn tiêu phí cho dù là thôi động si thiên ma tổ tôn hóa thân cửa phách này diệp Húc cũng không hề để tâm đến chỉ một lúc sau quả tinh cầu khổng lồ này cơ hồ đã bị diệp Húc dùng tổ binh cắt rời ra thành từng mảnh một thu vào trong ngọc lầu tàn phiến đế binh đột ngột cắt đến tinh hạch của quả tinh cầu này nhưng lại không thể cắt được khối tinh hạch này ngược lại bị bắn lên trên cao Diệp Phúc trong lòng cả kinh, chỉ thấy tinh hạch của Huyền Vũ Tinh không ngờ lại là, là một trái cầu nhỏ màu đỏ như thịt, giống như một bào thai, lại lập thùng thùng giống như một trái tim, tản mát ra yêu khí cực kỳ nồng đậm. Thiên sinh ma thần sao? Trong lòng Diệp Phúc nổi lên lòng tham, ma thần hoài thai trong quả Huyền Vũ Tinh này còn chưa sinh ra mà đã có thể cản được tàn phiến tổ binh của hắn, chất lượng cao hơn so với Huyền Vũ Long Văn Kim không biết bao nhiêu lần. Nếu như lấy để luyện bảo, chắc chắn hiệu quả sẽ tốt vô cùng, có thể dùng để đúc tạo đế binh hắn năng định thô động suy si thiên ma tổ cưỡng chế thu hồi phôi thai tinh cầu này đột nhiên một luồng gió mùa vũ trụ thổi đến không biết đã cuốn phôi thai này đi đâu diệp phúc thầm than đáng tiếc thần ma sinh ra trong miền vũ trụ nguyên thủy này chắc chắn sẽ vô cùng cường mạnh không giống với tầm thường có điều đáng tiếc là miền vũ trụ nguyên thủy này hung hiểm như vậy cho dù là tôn ma thần này có thể sinh ra e rằng cũng sẽ bị nghiền nát dọc đường đi đám người diệp phúc phát tài lớn không ngừng thu lấy thái thanh linh mạch thu nhiều đến mức tay mỏi nhừ ra thậm chí Diệp Húc còn dùng Si Thiên Ma Tổ thu cả thượng thanh linh mạch nhiều vô số kể. Trên người Phong Tùy Vân cùng Phó thiên Lai sớm đã chất đầy thái thanh linh mạch, không còn chỗ nào để mà cất, thậm chí ngay cả bụng của Hạo Thiên Khuyển cũng nhiều đầy linh mạch. Còn phá cầu này vốn dĩ đã có một cái đầu to tròn như tinh cầu, giờ phút này lại nuốt nhiều linh mạch như vậy trở nên càng thêm mập mạp đáng sợ. Nó sớm đã biến hình thành hình dáng của cự thú, thân thể bành trướng như núi, có điều ăn no đến mức bốn cái chân mũm mím đầy thịt chỉ có thể dùng móng chân mà bước đi thậm chí cái đuôi thô chắc của nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chỉ còn thừa lại mấy sợi lông lộ ra bên ngoài khiến cho diệp phúc không kìm nổi dùng cây tú hoa châm chọc vào người nó khiến con phá cầu này sẹp xuống giống như một quả bóng da hai người cùng một con chó chớm mắt nhìn diệp phúc không ngừng thu linh mạch vào trong ngọc lầu không khỏi trông thấy mà thèm không gian trong ngọc lầu của diệp phúc dường như vô tận đã cất chứa nhiều linh mạch như vậy mà vẫn chưa hề đầy âm um, âm um, âm um, âm um đột nhiên ngọc lầu của hắn là mọc thêm một tầng chính là do diệp phúc đập nát thái thanh linh mạch trực tiếp nuôi dưỡng ngọc thụ trong ngọc lầu khiến cho ngọc thụ không ngừng tăng trưởng cuối cùng mọc đến 21 tầng bên trong ngọc lầu của hắn không gian vô cùng vô tận mở ra cơ hồ giống như một vũ trụ thế giới hoàn chỉnh vòng trời bên trong ngọc lầu ngưng tụ vô số linh khí hóa thành từng quả tinh cầu càng lúc càng lớn treo đầy trên bầu trời diệp phúc chỉ cảm thấy uy năng ngọc lầu của hắn so với trước đây lại càng lớn mạnh hơn kia là cái gì vậy Diệp Phúc chú ý đến phía sau bên trong miền vũ trụ nguyên thủy này một trường ấn cực lớn khác trong vũ trụ vô số tinh cầu treo phía trên mặc cho gió mùa thổi quét không hề nhúc nhích cũng không hề bị phá hủy. Phong Tùy Vân cùng Phó Thiên Lai cũng chú ý đến trường ấn này trong lòng không khỏi hoảng sợ. Trường ấn này không ngờ lại làm thay đổi hình thái của vũ trụ nguyên thủy quả thực mạnh mẽ đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là luân hồi pháp vương sao? Diệp Phúc vừa nghĩ đến đây lại nhìn thấy rất nhiều trường ấn còn có vài bông hoa liên hoa đang nở rộ trong miền vũ trụ cuồng bạo này toàn bộ đều là bị ai đó dùng đại thần thông thay đổi quy tắc của miền vũ trụ này cho dù là miền vũ trụ này định hình thì những chẳng ấn cùng liên hoa kia cũng sẽ không biến mất tồn tại vĩnh hằng để chính là do dấu vết do liên hồi pháp vương cùng nhiên mi lão phật lưu lại hẳn là hai vị thần vương này đã gặp nhau rồi động thủ tại đây diệp phúc trong lòng nghiêm nghị Loại sức mạnh này không hổ là hai tôn thần vương, khiến người ta không thể với tới. Hai tôn thần vương này hẳn là đang tranh đoạt thứ đồ vật nào đó, thứ đáng để cho bọn họ ra tay cướp đoạt, e rằng chỉ có thể là những bảo vật hiếm có như nguyên liệu hay ngọc thanh linh mạch cấp tổ binh. Đám người Diệp Phúc tiếp tục đi lên phía trước, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy sâu bên trong vũ trụ nguyên thủy truyền đến một rung động vô cùng đáng sợ, giống như hai con cự thú khổng lồ đang giao thủ ở đấy. Diệp Phúc phóng mắt nhìn tới, thế nhưng lại không hề thấy gì đoán rằng hai vị thần vương đã đi quá xa tới nơi sâu nhất của miền vũ trụ này không biết thái tôn thần vương tranh đoạt gì ở nơi đây đấy diệp phúc trong lòng vô cùng hiếu kỳ có điều cường nhân cấp bậc thần vương giao thủ hắn ngay cả tư cách xem đấu cũng không có huống hồ với thực lực của hắn căn bản không có cách nào rời khỏi kim cầu nhảy qua miền vũ trụ này do đó chỉ có thể từ bỏ các người cứ tiếp tục đánh ta đi nơi sâu nhất của bí cảnh này vơ vét hết toàn bộ bảo vật nơi đây một sợi lông cũng không bỏ sót lại cho các ngươi đâu qua một lúc lâu bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi miền vũ trụ này đến bên một khúc sông lớn khúc sông này so với kỳ quan vũ trụ nguyên thủy hình thành từ hoàng sa đại mạc hoàn toàn không giống chính là tinh hà do trụ quang tạo thành gào thét cuồn cuộn tinh Hà trụ quang ở đây dày đặc đến đáng sợ so với tinh hà trụ quang của chu thiên tinh cung còn dày đặc hơn không biết bao nhiêu lần đang không ngừng cuộn chảy kim cầu vững vàng lơ lửng phía trên tinh hà trụ quang bọn họ vô cùng cẩn thận mà đi ra cõi đạo ngân hà này chỉ thấy đã đến được điểm cuối của kim cầu trước mắt xuất hiện một tòa địa cung từng đạo đạo văn đạo ngân đạo vận thần văn từ trong địa cung dũng mãnh phun ra diệp húc trong lòng kích động bên trong địa cung chính là nơi huyền thiên đại đế từng tu luyện trung tâm của 18 tầng địa ngục viễn cổ thế giới Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 184 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 185 vào ngày mai